Chào tất cả mọi người đến với Đá Quý Thịnh Vượng. Vâng, hôm nay Vượng giới thiệu với cả nhà các loại kiểu của đá cắt phát xét nhé. Đây là cắt phát xét các mẫu đá Thạch Anh hay còn gọi là Si Chin. Đây là Thạch Anh Việt Nam anh có nha. Đây bỏ qua em giới thiệu qua cho các bác bốn mẫu. Đây là bốn mẫu Thạch Anh tự nhiên. Đây là thạch anh vàng nha các bác nhé, xì chin thạch anh vàng rất trong. Còn đây là thạch anh khói nha các bác nhé, thạch anh ám khói, màu trà khói, người ta gọi là thạch anh khói. Còn đây là thạch anh tím nha các bác nhé, viên này rất sạch, nó rất bóng đẹp. Còn đây là thạch anh vàng đậm. Đây này em có bốn mẫu này cắt phát xét nên nhẫn nam nhẫn nữ đều được nhau nhé. Mặt dây chuyền này, mặt dây chuyền thạch anh, thạch anh thì độ cứng nó bằng 7 nha các bác nhé, độ cứng bằng 7, có thể mài xước kính cũng có hơn 5 rồi. Vâng, bên em thì cung cấp các loại mặt nhẫn trang sức nha các bác nhé, các loại và thiết kế theo mẫu của các bác yêu cầu, lên vàng lên bạc cho các bác luôn. Nhà em thì bán nhiều loại, các bác nào có nhu cầu muốn giao lưu thì liên hệ với em qua số điện thoại hoặc Zalo là 0922 314 333. Vâng, bên em mà bán rất nhiều loại sản phẩm. Anh chị em nào có cùng sở thích đam mê thì cũng có thể đăng ký kênh nhé. Để em ra video các bác có thể xem những sản phẩm mà em chắc rằng là các bác chưa bao giờ nhìn thấy. Có những viên đá rất giá trị các bác chưa bao giờ nhìn thấy. Cũng có những coi tác phẩm độc nhất vô nhị. Vâng, bác nào có nhu cầu giao lưu thì liên hệ với em qua số điện thoại đó ạ. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.